Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Hiện trước mặt các bạn đây là một cây đèn đến từ hãng Chihiro. Thì cái đèn này ở đâu ra? Thì cái đèn này mình xin nói luôn các bạn là do fan tặng các bạn nha. Thì fan có nói với lý do với mình là hôm nay tặng cái đèn này cho mình nhân cái dịp sinh nhật của mình. Nó nói, sinh nhật tao là tới 30 tháng 10 mới là sinh nhật tao mà sao bây giờ lại có quà. Thì em nó nói là em muốn tặng trước cho anh tại vì hàng về rồi mà đợi tới sinh nhật anh thì lâu quá, nên thôi bây giờ đem qua tặng luôn, coi như là tặng quà sinh nhật sớm. Ok, mình cũng nhận luôn. Fan tặng mà sớm nhận, cái gì cũng nhận hết. Các bạn tặng cái gì cũng nhận hết. Bây giờ mình sẽ khui hộp cái đèn Chihiro này ra các bạn nha. Thì cái đèn này mình cũng có nghiên cứu sơ là cái đèn này giá trị nó cũng khá cao. Nếu như bán lẻ là có phải là tầm 2 triệu mấy một cây. Show cái đèn này dành cho thủy sinh các bạn nha. Cái đèn này đó, các bạn thấy chữ Chihiro nhìn xịn vái. Ok, thì phía bên trong đây chúng ta nhìn sơ là chúng ta sẽ thấy một cái thiệp. Một cái thiệp. Đây, thân tặng anh trai Nguyễn Phát. Ok, để mở ra xem cho em nó tâm sự cái gì trong đây. Trời, rất là trân trọng. Mừng sinh nhật. Ok, để mở ra coi viết cái gì trong đây nha. Gửi anh Phát, Nguyễn Phát YouTube. Gửi anh trai, đây là món quà sinh nhật sớm và hơi xính xúa nha. Mặt cười nữa nha. Món quà vừa là sinh nhật sớm và vừa là lời cảm ơn anh về những gì anh đã làm cho các cá cảnh Việt Nam, nâng tầm giá trị và khẳng định cho người yêu cá Việt Nam ra tầm và vươn xa hơn. Nhờ anh mà những bạn trẻ có phần thu nhập thêm và có kinh nghiệm hơn. Mong tương lai không những cá cảnh mà còn đi xa hơn, chẳng hạn như thủy sản, là thủy sản ăn nhậu ha ha. Mặt cười nữa. Chúc anh luôn vững tin trên con đường trong gai phía trước. Tấm thiệp đỏ để những chú cá anh luôn đỏ và may mắn. Nà ha. Trong đây, trong cây đèn còn có quà nữa nha. Kèm trả nợ ha. Thân gửi anh trai. Ok, rồi đây là thiệp các bạn nha. Thiệp ghi những lời chúc sinh nhật sớm cho mình. Thì tới 30 tháng 10 mới là sinh nhật của mình các bạn nha. Nếu như 30 tháng 10 bạn nào có yêu thương, quý mến hay ganh ghét, có thể gửi quà về đây. Tất cả đều đã gửi về và Nguyễn Phát đều nhận hết các bạn nha. Rồi ok, thì trong hộp này chúng ta có một cái bản hướng dẫn sử dụng như này. Rồi ok, tiếng Anh, tiếng Tàu, tùm lum tùm la hết. Nghe bỏ qua bên đi. Bây giờ sẽ tới nhân vật chính là cây đèn. Ok, cây đèn khá nặng các bạn nha. Cây đèn khá nặng. Ô, gì đây? Tiền đô la phủ hả? Tiền gì đây trời? The United States of America. Ủa, không lại tiền thiệt hả ta? Ê, tiền thiệt mấy ông ơi. Ô, xịn vãi. Tặng cái đèn mà còn cho $100 nữa. Chô, ngon nha. $100 là 2 triệu 3 nha. Ngon, ok. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều. Để qua một bên. Bây giờ chúng ta sẽ review đến cái đèn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lột nó ra. Trước khi lột nó ra thì chúng ta sẽ coi trong đây còn gì không. Đây, cái chu đèn của nó nè, nặng một cố luôn, cái đèn rất là nặng luôn. Rồi, để qua một bên nha. Rồi, trong hộp của nó sẽ còn là cái này là cây gác lên trên thành hồ nè, và một cục adapter. Ok, hết rồi, không còn gì hết. Rồi, để qua một bên. Bây giờ đi tới nhân vật chính ha. Ok, nhân vật chính của chúng ta. Một thiết kế rất là tinh tế. Một thiết kế khá tinh tế. Đen kịnh luôn. Wow. Cái đèn này là 3 tấc. Cái đèn này 3 tấc. Ok, bây giờ mình sẽ công bố cái lý do tại sao em nói tặng cái đèn này cho mình. Có lý do chứ không phải không có lý do các bạn nha. Thì hồi trước mình có qua nhà em nó chơi và mình thấy
em nó sử dụng cái cây đèn này để đánh cho cá full dead, nhìn con cá full dead lên rất là kỳ lạ. Nói chung là cá biển màu và những cái dòng cá màu đỏ đánh cái đèn này lên cái màu rất là kỳ, và phải nói là cái màu cực kỳ đẹp luôn. Thì mình cứ ngỏ ý là mình muốn mua lại cái đèn đó, nhưng mà em nó nói không chịu. Em nó nói là anh có mua, anh có muốn thì để em tặng cho một cây đó. Thì mình mới nói thôi anh mua chứ đâu có tặng tặng tổng gì. Thì từ đó tới nay thì em nó nói là để em mua cho cây, và hôm nay là quá bất ngờ khi là tặng luôn cho mình, không lấy tiền. Mình có trả tiền nhưng mà không lấy tiền, nói tặng em, tặng là em tặng, em không có lấy tiền. À, là cây đèn này để đánh thủy sinh nhưng mà đánh lên full red rất là đẹp. Cây đèn nó ra màu trắng nhưng mà đánh khi đánh lên con full red hoặc là những cái con cá gì màu đỏ thì nó sẽ ra một màu đỏ rất là kỳ lạ và rất là đẹp. Thì bây giờ mình cũng không nói dòng nói dài nữa, bây giờ mình sẽ đi test cái đèn này với cái đám Coret E của mình. Coret E nó cũng là màu đỏ. À, để đánh xem cho các bạn xem cái màu của con cá nó sẽ lên rất là kỳ lạ rồi nha. Và xin chân thành cảm ơn em đã vừa tặng quà mà vừa gửi tiền luôn. Tiền trả nợ. Không biết nợ gì đây, chắc nợ tình quá. Rồi ok. Đây các bạn nha, mình đã lắp đặt rồi. Cái hồ mình nó hơi dài hơn so với cái đèn chút xíu nên phải có cái hai cái cây gác ngang, nó hơi xấu, chúc bạn thông cảm bỏ qua. À, thì đây là cá biển màu kêu bằng Coret E nè. Thì các bạn nhìn thấy nó hơi cam cam đúng không? Ai cũng kêu bằng Coret E hết, có mình thằng em mình nó kêu bằng cá cam thôi nè. Bây giờ nó sẽ trình diễn, nó mở cái đèn lên cho các bạn xem. Cái đèn này điều khiển qua điện thoại các bạn nha. Đó. Các bạn thấy nó lạ lạ chưa? Thấy cho bên đây lạ lạ chưa? Rồi ở đây cái đèn này nó xài sao? Cái đèn này nó xài theo chế độ là ánh sáng tùy chỉnh. Từ mình muốn thích chỉnh từ 3000K, 3700 hay tới 13000K là tùy theo sở thích của mình. Ừ. Và ánh sáng ví dụ như con cá mình màu đỏ thì mình thì ánh sáng là một gỗ 100% ha. Nó ra đỏ cũng được nữa. Nó ra màu green cũng được nữa. Ra màu đó, không? Ừ. Đó quá trời luôn. Nhưng mà thường thường em sẽ chỉnh cho các em sẽ chỉnh tới tầm 3000 à. 4000, 3000 là được. Rồi em sẽ chỉnh cái màu của nó tới tầm cả 20%. Màu đỏ hả? Màu đỏ 20%, màu 20%, màu xanh 20%. Trong bản sắc tố của cái đèn này nó không có, nó không có màu trắng, nhưng khi ba màu nó hòa hợp với nhau nó sẽ ra màu trắng. Còn thanh này là gì? Còn cái thanh này cái thanh này khi mà mình kéo nó sẽ nó kiểu như là nó kéo ba cái đèn nó liên tục luôn. Thì em nghĩ nó là đâu em bấm vào chữ Z kìa, em bấm vào chữ Z là nó sẽ phụ thuộc vào cái đèn này cho thủy sinh, nên khi mà bấm vào cây Z nè nó sẽ ra là cây thủy sinh màu đỏ. Nhưng mà mình chơi cá mình chơi cường thủy sinh bấm thì nó sẽ ra ánh sáng 4500, ánh sáng là 29% cho tổng 3 màu nè. Các bạn thấy con cá nó khác đúng không? Thấy cá khác hoàn toàn luôn ha, cái màu cực kỳ lạ luôn ha. À, màu lạ lắm nha. Thấy cá đã không? Thấy cá nhìn đã không? Xòi. Đấy có nghĩa là bây giờ cho các bạn xem nè. Từ mình đêm nay có nghĩa là cái đèn thì nó vẫn là màu trắng các bạn nha. Chứ không phải giống như những cái can ca cái đèn đánh cá quyết long, cái đèn đánh cá quyết long này nó màu hồng thì cá nó mới bắt đầu nó mới màu đỏ. Còn cái này là cái đèn màu đỏ nhưng mà lại đánh được cái đèn màu trắng nhưng mà lại đánh ra con cá màu đỏ đỏ lòm đỏ lưỡng luôn, nhìn nó kỳ lạ ghê không. Ok. Thấy xịn không? Ok, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Thấy hay nhớ like, share, comment và đừng quên để lại cho mình phát cái đăng ký các bạn nha. Bye bye.